Có nhiều plugin với chức năng chuyển vay thành group, nhưng các plugin của chúng tôi có các điểm khác biệt sau. Thứ nhất là plugin có thể phân biệt mặt phẳng và mặt cong chỉ trong một cú lết chuột. Ví dụ sau đây sẽ giải thích rõ hơn. Tôi vừa dán con đường xuống bề mặt địa hình với lệnh ráp của thanh công cụ Sandbox. Sau đó tôi chỉ click vào nền địa hình để chọn nó rồi click vào lệnh Fade to Group. Bây giờ, bạn sẽ thấy các mảng chức năng trên địa hình đã được tạo thành các group tương ứng. Bạn thấy đó, tôi có thể dễ dàng di chuyển các mảng chức năng này mà không phải sợ chúng dính vào nhau. Nên nhớ là mỗi mảng chức năng này không phải chỉ chứa một mặt đường duy nhất, mà nó chứa tập hợp các mặt liên kết với nhau bởi cạnh smooth. Trong khi đó, một số plugin cùng loại khác chỉ có thể dò từng mặt phẳng của vùng chọn, rồi biến nó thành group tương ứng, như ví dụ trong khung nhìn bên phải ở đây. Bạn thấy rằng, sau khi kích chọn lệnh, chúng ta không thể bóc tách các mảng chức năng của địa hình ra được. Thay vào đó, bạn sẽ nhận được các group mới độc lập nhau như thế này. Điều này sẽ gây khó khăn nếu bạn đang thiết kế sân vườn trên địa hình và muốn lọc những khu chức năng của nó trên tổng mặt bằng. Thứ hai là plugins của chúng tôi có chức năng nhận diện các lỗ rỗng nằm bên trong mặt. Để minh họa cho tính năng này, tôi sẽ vẽ ở đây một vài hình phẳng chứa nhau. Khi bạn thực hiện lệnh tạo group cho các hình phẳng chứa nhau mà không sử dụng plugin, bạn sẽ thực hiện theo thứ tự từ hình mép ngoài vào hình tận cùng bên trong. Nếu bạn làm điều ngược lại, các lỗ rỗng trên đối tượng group của hình bên ngoài sẽ biến mất, dẫn đến một vài sai lệch khi thống kê diện tích vật liệu. Với plugin của chúng tôi, bạn chỉ cần chọn các mặt đó và kích lệnh. Mọi mặt phẳng lồng nhau sẽ được tạo group theo thứ tự mà không có lỗ rỗng nào bị mất. Và đặc biệt nó không giới hạn số lỗ rỗng đang có. Bạn có thể cho bao nhiêu lỗ rỗng với bao nhiêu hình dạng lồng vào nhau tùy thích. Bạn sẽ khó thấy điều tương tự ở những plugin cùng loại khác, vì đa số các plugin này đều có thể bị lỗi khi mặt đóng group có tồn tại nhiều lỗ rỗng bên trong. Ở minh họa bên phải, bạn sẽ thấy điều đó. Bạn thấy rằng hai group hình chữ nhật nhỏ đã được tạo, nhưng group của hình bên ngoài chứa chúng đã bị mất đi lỗ rỗng. Khi tôi di chuyển group to, thì hai group nhỏ cũng bị di chuyển theo tương ứng. Hãy kiểm tra điều này với plugin tạo group mà bạn đang sử dụng nhé. Lỗi này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc truy vấn thông tin từ mô hình mà bạn vẽ. Thứ ba, tôi nghĩ các bạn làm CNC sẽ cần, đó là chức năng làm sạch điểm thừa trên cạnh thẳng. Thường với các plugins khác, sau khi chạy lệnh, bạn cần phải chạy tiếp một lệnh khác để dọn đỉnh thừa. Nhưng với plugin này, chỉ cần một cú click là mọi việc đã được xử lý.